Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Cứ vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, thì chúng ta lại được nghe bài tin mừng Chúa Giêsu vào trong hoang địa để chịu cám dỗ. Câu chuyện này đều được cả ba thánh sử Matthew, Marco và Luca tường thuật lại trong phúc âm. Thế nhưng hai thánh sử Matthew và Luca thì tường thuật rất chi tiết về ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu: cám dỗ về miếng ăn, cám dỗ về địa vị chức quyền và cám dỗ về nhân đức khiêm nhường. Còn thánh Marco thì ngài tường thuật rất sơ sài. Tuy sự tường thuật có sự khác nhau, nhưng đọc kỹ một chút, bạn sẽ thấy cả ba phúc âm đều đề cập đến một chi tiết rất thú vị. Đó là Chúa Giêsu không đi vào hoang địa một mình, nhưng ngài đi cùng với Chúa Thánh Thần. Tin mừng Thánh Matthew chương 4 câu 1 nói rằng bấy giờ Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Tin mừng Thánh Luca chương 4 câu 1: suốt 40 ngày người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Và tin mừng của Thánh Marco hôm nay chúng ta vừa nghe: thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Bạn thấy đấy, nếu Đức Giêsu mà còn cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần khi ngài bị Satan cám dỗ như vậy, thì tôi và bạn còn cần đến sự trợ giúp của ngài biết là chừng nào. Bạn đồng ý không? Nếu hôm nay bạn thấy rằng để có thể chống trả lại những cám dỗ của Satan, thì bạn và tôi cần phải có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Thì khi bị cám dỗ, chúng mình hãy lập tức cầu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp ngay. Ví dụ, khi thằng quỷ dâm ô xúi tôi mở những email lạ, dụ dỗ đi vào những website dâm ô bậy bạ, thì tôi phải lập tức xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí, để tôi nhớ rằng ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Khi thằng quỷ kiêu căng ngạo mạn xúi tôi phê bình chỉ trích người này, xét đoán người kia, lên án người nọ, thì tôi phải lập tức xin với Chúa Thánh Thần giúp tôi nhớ lời dạy của Chúa Giêsu: anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Khi bị thằng quỷ dâm ô xúi ly dị, bỏ chồng, phụ vợ, làm giấy ly dị giả, vân vân và vân vân, thì tôi phải cầu xin với Chúa Thánh Thần ngay, để ngài soi sáng cho tôi nhớ lại lời của Chúa. Và xin Chúa giúp tôi nhớ rằng tôi và người bạn đời của tôi không còn phải là hai nữa, nhưng chỉ là một xương một thịt, và sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân ly. Khi thằng quỷ kiêu căng xúi tôi khoe khoang, vênh váo, tự kiêu tự đại, thì tôi xin Chúa Thánh Thần nhắc nhở cho tôi nhớ rằng, nhớ lên lời của sách Châm Ngôn chương 11 câu 2: kiêu hãnh đi liền với ô nhục. Và sách Châm Ngôn chương 16 câu 18: kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào.
khi thằng quỷ dâm dục suối bẩy tôi đi ngoại tình, ăn chơi trác táng, xì ke ma túy, quan hệ bừa bãi. Tôi phải van nài Chúa Thánh Thần ngay lúc đó, xin Ngài nhắc nhở cho tôi nhớ lời của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 6 câu 19. Thần xác của con là đền thờ của ta đấy nhé, chớ có làm cho nó ra ổ ấy. Bạn thân mến, nếu bạn tin rằng Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giê-xu Ki-tô đấng cứu độ chúng ta qua bí tích rửa tội và qua bí tích thêm sức, thì bạn hãy vững tâm và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngài không bao giờ xa rời chúng mình, Ngài luôn luôn ở cạnh bên để trợ giúp. Điều quan trọng là chúng mình có mở miệng ra để cầu xin và nhờ cậy Ngài hay là không thôi. Nếu trong những cơn cám dỗ và trước những sự cám dỗ của Satan mà bạn và tôi cứ im như thóc, cầm như hến, cứ ngậm miệng làm thinh, chẳng thèm đếm xỉa gì đến Chúa Thánh Thần, thì Ngài chẳng thể nào giúp chúng mình được. Bởi vì Ngài tôn trọng sự tự do của bạn và tự do của tôi. Vì thế cho nên kể từ hôm nay trở đi, xin bạn hãy nhớ khi đối diện với những cám dỗ, trước mưu toan của thằng quỷ xác thịt, của dâm ô, của gian dối, điêu ngoa, yêu căng, ghen ghét, vân vân và vân vân, thì bạn và tôi phải lập tức dứt khoát khước từ ngay với những cám dỗ đó và nghĩ ngay đến Chúa Thánh Thần, mở miệng xin Ngài ban ơn trợ giúp, thì bạn và tôi mới có đủ sức để chiến thắng được những cơn cám dỗ của Satan. Chúa Giêsu đã nói Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói và những việc cần làm. Xin hãy tin tưởng và trông cậy tuyệt đối vào sức mạnh cũng như sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Nếu bạn và tôi không trông cậy vào Ngài, nếu bạn và tôi không mở miệng để xin Ngài ban ơn trợ giúp, thì chúng mình sẽ rơi vào cạm bẫy của Satan một cách rất dễ dàng, sẽ trở thành nô lệ của tội lỗi và sẽ phải đau khổ triền miên cho mà xem. Nhớ bám chặt lấy Chúa Thánh Thần bạn nhé. Cầu chúc bạn và gia đình một mùa chay thánh thiện và tràn đầy ơn Chúa.